kính các bạn đã đến channel của anh Mem. Ngày nay anh sẽ chơi game Weibon chấm dầu. Đó là game Tam Quốc nha anh em. Từ game này lấy cảm hứng từ những vật Tam Quốc. Không về ta level 1, ta không biết ta là con gì đây. À level 1 con trai, level 2 biến thành con gái. Không biết level 3 nó biến thành BD không đây. Hello mấy cưng. Hello level 8 bự dữ bay. Tên Trung Quốc luôn. À đù, mạnh đó. Ghê. Hồi anh ghê quá, giờ né lại đi, em chỉ là một con nhỏ gái thôi. À đến level lại là một con nhỏ gái nhiều cấp hơn con nãy. Hay dạ. Không biết level 4 nó tiến quá lên siêu gian rồi nữa. Vậy tiến quá lên level nào. Anh chơi game gì đừng phải bất bại nha, level Hoàng Dung. Hoàng Dung hả? Con này tôi không nhớ là trong Tam Quốc có thằng nào tên Hoàng Dung rồi ta. Ngủ người, dễ ăn ké được một con. Level 1 này hai thằng nè. Ờ thằng này bự quá. Mẹ nhìn tóc nó như xuyên Goku quá. Vờ lờ. Như vậy ai dám chém này nữa. À, nhóc con. Ủa lên level 6 này tiến quá thành bà Dương Mẫu Nguyên Ngương. Đâu quá bà cầm một cái búa luôn kìa. Thiệt tình. Ai nói là gái đâu. Gái đứa gì cầm một cái búa luôn thì là khốn nạn. Mẹ thì tin được. Đâu rồi, ấy thôi anh trai ơi, tha mạng cho ta đi. À Gia Cát Lượng, tôi nghĩ thằng này chắc chắn là Gia Cát Lượng nha. À tôi không biết nó phải là Gia Cát Lượng không, đội cái mũ. Ấy Lữ Bố, đâu le mà năm hậu báo nhanh á, le mà chín hậu báo. Ô dạ tôi đã tiến quá lên được con Son Goku rồi. Hơ thằng kia là bằng 1-11 rồi, bắt được Batman, nó là Quang Vũ luôn đó. Hơ hơ u trúng cho mây đình. Ấy ấy để em ra đây, tha mạng đại hiệp, tha mạng ha nhỏ ấy. Ở đại hiệp ghê quá, cầm mấy kiếm ghê quá mà. À, nhìn đây anh em, nhìn đi, quỷ một kiệt điều mi ra thoa luôn. Wow, mới chỉ là test game thôi, thấy chưa? Mới vô từ dưới là một thằng bự đây, test game thôi. Dán này sẽ chơi mạnh hơn nè. Ơ, giỡn mặt ra đây là cây vô cực kiếm đổi màu tím nha. Giỡn hoài vô cực kiếm màu tím, hơi bị ghê đó. Rồi lên là bờ rất nhanh, vậy kiếm màu xanh này nhìn nè. Quá sắc sảo, quá đẹp luôn, tôi không nghĩ là game này nó thiết kế vũ khí đẹp đến như vậy luôn đấy nè mà. Chưa tính tới cấu hình nhưng mà tôi thấy cái vũ khí nó là hơi bị đẹp rồi đó. Toàn đồ lâm đao với lại mấy tỷ thiên kiếm không mà. Đồ của thằng kia cầm vũ khí cục xúc và là ra mày cầm cái gì vậy hả? Hello, đâu level 3 hả? Level 4 rồi, biến trai một cái này chết luôn. Ây da cha, phá dữ. Con này nhỏ xíu mà cầm cái búa bự chà phá lửa luôn. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin trên đời lại có một cái thứ bự chà phá lửa để cầm với một cái con nhỏ xíu như vậy. Mẹ thật không tin được. Em tin thật là em tên Thiên Lý. Em có lỡ giật chồng bà kia bà cầm dao bá được mày hả? Một thằng, ê Lữ Bố. Tôi chắc chắn 1000% đây là thằng Lữ Bố anh em à. Ừ nó chém chết người thì kìa bớ người ta, Lữ Bố chém chết người bớ lại nữa đây. Đâu Lữ Bố đang nóng với chuyện tử. Ôi xin chết mẹ rồi. Hey, hey da, một thằng anh kéo gà lên sau sân của cô nhà. À, chạy thôi, Lữ Bố. Ha, đi thuyền đánh với Lữ Bố. À, con kia con đi thuyền. Thằng chỉ có level 5 là con đi thuyền anh em à. Phải nhìn không ra luôn. Không, nhìn em xấu quá nhìn không ra. À, đi thuyền xấu quá vậy ba. Thiệt kìa. Ấy chị Tử Long nha. Con này là chị Tử Long nè, chắc chắn 100% luôn. Đó, chị Tử Long. Hồi muốn đâu rồi thì đánh rồi. Mé lên là bỏ chơi rồi. À, đây mà 8 là chị Tử Long, không biết là 19 là gì đây. Đâu nguyên con mẫu hậu đương đương luôn kìa, bự chà bá lửa luôn. Ha, đi tiêu thiền không, chị tôi lòng xin cái chết tiêu thiền điện. À, tiêu thiền lần hai con điêu thiền quả dữ, là bà 8 rồi, quá đẹp trai. Bên này nói là mỗi sáng sớm thức dậy thấy mình khá là đẹp trai. Đâu đây bà 9 là con Sung Viên Giang Giang, con này con gì tôi không biết luôn anh em ơi. Nó cầm cái đao của thằng Lữ Bố mà nó là con gái. À dạ, cây này của Lữ Bố mà con quỷ cái dí tôi chém thiết à. Thiệt tình tôi không biết tôi lại đây, tôi lại đây hả, tôi lại những bên đây. Thiệt tình lỡ chém chết bên đài đi, lấy gì bên đài khai ra đây hả? À, con kia nó bự quá, bọn này dương mày vậy, hai thằng mày hả? Để lại bà Lữ Bố. Hơ, Lữ Bố thần công không sợ thằng nào hết, trời con bự chà bá kia, mấy con bổ hồng bự chà bá nữa kìa, là không chơi gì với nó đâu nha anh em. E đi kiếm à, ra đi từ đường cứu nước nào. Hơ, ngu người hả? Chịu Tử Long sẽ chơi lại Lữ Bố, ngu người. À lên tới Quang Vũ sẽ kiếm hả? Mấy sai chuyện kìa bá ơi, Quang Vũ sẽ kiếm được. Chịu Tử Long. Hơ, mày vậy, mấy thằng này tiếp view. Hẹn lên là anh chơi một cái màn ở David cấp profile nè, không? Màn ảo thuật biến mất tiêu tụi bay luôn. Ờ giữ quá ghê. Chạy. Ngu dữ lại ha, ngu người. Tính lộn danh sao được em. À đâu, hello my friend. Hai thằng luôn. Quả combo, hậu quán vũ. Quá ra kêu. Tiến quá lên là bà mẫu hậu đại dương rồi. Mẫu hậu nè, gõ một cái là chết hết luôn nè. Mẫu hậu bị chà bả lửa luôn, mẫu hậu tinh thần là ta Thiên Lý. Mẫu hậu có lỡ giật chồng bà kia bà đánh không lại mẫu hậu luôn. Thiệt tình. Đâu là bà 13 là con gì đi hả? À con này là con gì đây tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ là có một thằng nào đọc mặt quan chiến giáp và cầm cái đầu lâm đao nữa. Gây thì chứ. Con này là nó thuộc đây thần thoại Hy Lạp lên đây mày. Đâu lấy bà 13 liên tục lấy trên đi. Đâu là bà 14 kìa này mày, núi cao quá, núi cao hơn luôn, nó cao hơn cả con núi. Dài hơn cả sông. Ha, à quay chủ hả? Chịu Tử Long hả? Đây bà này là bà gì anh em mày? Con này là con gì anh em comment cho tôi biết nha, con này con gì tôi không biết luôn. Hé cái thằng nào màu vàng vàng cầm kiếm là thằng nào đấy? Không thể biết được nó là ai hết. Con này một ha, mày ngu. Đây là chiến thuật du kích bắt lẻ nha. Thằng nào nhỏ mà lông lôi chôi lấp chốc ra từ gõ một cái gì đâu. Mày hả? Hai thằng.
Ở đằng kia có một thằng cầm vũ khí bự quá nè mày. Level 15 thì ra level tiếp theo nó sẽ là con hồng hồng cầm vũ khí bự chà bá lửa. Quá rất kiêu. Quá đẹp. Đằng này mới nói là cầm mấy kiếm, nhìn cái kiếm nó sống quắc như vậy thôi nhưng mà tôi thấy nó rất là vi diệu nha anh em. Thiết kế vũ khí. Được cái là nó dài thôi chứ nó đâu có đẹp đâu đúng không? Hi, hello anh. Hello. Thôi được rồi. Được rồi. Được rồi sư phụ dạ. Thay cho sư huynh một con đi sống đi hả? Đúng rồi. Đó, vũ khí như vậy mới là vũ khí đẹp nè. Mà tôi không biết con này là con gì ta. Tại sao nó màu hồng lè vậy? What the fuck man, level 16 là cái gì? Đù. Tôi cầm mấy cái thương bự chà bá như vậy luôn. Làm sao chơi với tôi được? Ê, level 16 là cái gì? Thôi nào anh trai. Thôi, em biết lỗi của em rồi. Em không dám nữa mà. Đù. Level 14 mà dám giết thằng 16 hả mày? Hổn ha. Nè. Tiểu sư phụ Yaya sẽ dạy cho tụi bay. Đâu. Tao tiến quá rồi nha, tao không đồ liền tiểu sư phụ vậy. Tao là bần tăng sư huynh đây. À, tao là con gì đây tao không biết nữa. Hả, muốn người. Level 7 nha mày. 17 nha mày. Ở đâu? Tao là bần tăng sư huynh đây. À, tao là con gì đây tao không biết nữa. Hả, muốn người. Level 7 nha mày. 17 nha mày. Ở đâu? Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cướp mà. Thì tình mấy nó chiến trường loạn lạc quá nên ta không thể nào nắm bắt được tình hình hết. Tụi nó đi giết ta rồi. Bây giờ làm lại từ đầu đến đây mày. Lên level 2, level con mũ tóc nâu. Hú về Masulami. Nha, tụi bay sẽ phải lãnh hậu quả rồi. Xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Đó, một thằng ra đi. Yeah, lên level Hoàng Dung. Chắc tôi nghĩ là Hoàng Dung đó anh em à. Trong khi tôi không biết có ai tên Hoàng Dung hay không. Quách tỉnh Hoàng Dung đúng không? Nhìn cái vũ khí kìa quá đẹp anh em ơi. Vũ khí này là cực kỳ đẹp, cực phẩm. Quýnh lộn hả? Lên level thứ 5. À! Mẹ này hơi sai kịch bản rồi anh em ơi, chơi sai kịch bản rồi. Hay dạ. Sao mới lên level thứ 5 là chết queo này vậy ta? Thiệt tình. Tụi bay sẽ phải trả giá cho hành động của tụi bay. Tại sao cho tụi bay biết hả? Thái cực thần công là gì? Thần công nè, dẫn hoài với chúng tôi vậy. Làm sao mà dẫn được chứ anh? Lên level kiếm băng, mấy kiếm nhỏ này nó đẹp quá anh em ơi. Mấy cái thứ nhỏ thì thường là mấy cái thứ đẹp đó. Cái kiếm mà đẹp ghê luôn mà, nó thiệt tình yếu xìu quá anh em ơi. Ha, thằng chị tử lông kìa, he, mày giả mặt với bà mày à, he he. Nghe, tao sẽ chém mày chết. Tao sẽ chém mày chết. Đù, thằng kia chém giùm luôn. Hello mấy anh Son Goku. Em không có muốn ý muốn làm phiền ở đâu anh chị tử lông à. Né em ra đi. Xong là em phan anh luôn đó. Ha, quả dữ. Hết hồn chưa? Đỉnh cao chưa? Thầy nói là một pha phản đòn rất hay. Le bờ 6 mày tưởng mày hơn ai? Mày tưởng mày hay hơn ai hả? Đó, đây là một cái búa nguyên thò rất đẹp. Để tôi tiến quá lên bờ 6 rồi. Level 6 là một thằng cầm cái kiếm này hơi bị dữ đó nha anh em. Cái kiếm này hơi bị đỉnh á. Lên được level đồ lông đau. Xét đau đầu lông. Đây là Ryu Minato trong kinh đen hồi đó nha anh em. Trời ơi, bộ tóc siêu Saiyan luôn. Này siêu Saiyan tóc trắng luôn nè, hơi bị bệnh hết. À tiệm, à, mày dẫn mặt hả? Mày giờ chỉ là một thằng lớn 4 rồi đâu. Đâu đánh siêu Saiyan hả mày? Chịu tử lông được chịu hồi rồi. Về chị tử thầm cầm cái mũ cái gì nữa tôi không biết nha. Tôi nghi vấn cái này là cái ô chị tử lông đã giết chết được thằng lớn 4. Này lớn 4 chúng tôi nè. Đó. Rồi cái thương này bị sống nha anh em. Không hiểu sao lại thiết kế là cái thương sống quá như vậy hả? Đúng người. Đó. Chiến thần lữ 4 xuất trận. Thằng nào gặp anh cũng phải xé đái trong quần. Mày hả? Tưởng lữ 4 là tha cho mày được hả? Thằng dưới đây nữa. Chiến thần lữ 4. Quá trời. Mọi người. Đạp mày nữa. Riêng mày. Anh chắc cả họ nhà chú. Đùa. Lại một thằng nữa ra đi. Cho đến nào không? Một thằng nữa. Đẹp trai đó. Đẹp gái đó. Đẹp trai và đẹp gái đó. Lên là mẫu hậu đại dương. Đây là hoa hậu đại dương nha anh em. Hello, hello thằng hoa hậu đại dương chung. À, đù rất bồ kêu. Đó, hoa hậu đại dương. Mày hả? Mày hả? Mấy thằng này còn non và xanh quá trời luôn. Xanh như là độc chuối vậy đó. Thì tình dễ ăn quá mà bẻ một cái là được luôn. Ha, hello thằng này tên gì tao qua này. Mày giết nó luôn rồi. Đất bồ kêu, giết. Một chiến thuật. Lần này chúng ta sẽ chiến thuật liên cuồng chặt xác. Ngũ người, chém, giết. À, để tôi lấy kinh nghiệm từ game Hero chấm lô qua game bàn chơi nha anh em. Đầy rồi, anh sẽ khô máu như tất cả rồi mày. Mày hả? Tự tin và tỏ sáng thôi. Chúng ta sẽ tự tin và tỏ sáng lúc này thôi. Một thằng nữa. Tự tin và tỏ sáng nha anh em. Đây rồi, là con gái thật tuyệt. Gina Contest, Sensi. Hơ, lên level 14 rồi. Level 15 đây. Nãy rồi lại là một con má thiếu nữ tóc hồng. Không biết là cô đã có chồng hay chưa. Ha, làm dễ với tao nè. Hơi, bất bộ kêu. Chiếc bộ kêu. Qua, qua ra kêu. Tính kêu nó đứng lại cho mình chém nhưng mà nó chết rồi. Đúng rồi. Thiệt là tình. Sắp lên level thằng cầm búa lên đây mày. Còn một chút xíu thôi, 16 sẽ là thằng cầm chì. Đến level ông đầu hối. Đây gọi là Thái Dương Chi Tinh.
này thì mắt nữ bố, này thì quan vũ, một cái đội đầu nguyên cái chị vô đầu luôn, đùa với chúng tôi vậy? Con kia nữa, anh hốt xác hết tụi bay luôn á, ha, bằng lại bờ nè, xong cho mày sống, giết mày luôn, 70 mạng liên tiếp, quá đỉnh cao anh em à, không thể nào tôi nghĩ được là tôi đã giết chết 70 thằng, 72 thằng rồi, chúng ta sắp lên là 17, đen, ha, đụng hàng với anh hả, một ngõ là chết, họ lên lên bờ thằng này thằng gì đây, tôi không biết thằng này thằng gì nữa nhưng mà nó ghê quá này mày, nó cầm một cái rìu 3 lưỡi luôn. Hả, lấy chân Jerry, lấy cái đầu mày luôn. Đỉnh chưa? Mày đó là game này quá đỉnh cao. Anh đang cấp 1 cho anh em, anh em đang cấp 1. Anh đang cầm một cái con mà vũ khí mạnh nhất server này luôn. Còn lấy chân Jerry xong, lẻ 18 con bò hút cầm một cái đao, quá đỉnh cao. Ngu người. Đây rồi. Ha ha ha. Anh là ngu bao nhiêu đây? Anh đã chiếm tất cả khu này rồi. Không cỏ. Chém giết hết trong đây. Ngu nè, quá đỉnh cao, 95 kiều liên tiếp, mày nữa hả? Rồi lên 18, chết nè con. Rồi sắp lên là 19 rồi nè mày. Nếu anh em muốn coi tiếp thì hãy nhớ like và share video này đến tất cả các bạn bè của mọi người nha. Bây giờ hai lần video đã hết, xin hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Tạm biệt các anh em, goodbye my side. Á con bò, á chạy. Yeah.